Ngày nay, nhiều cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn quà tặng để thể hiện sự quan tâm, biết ơn, động viên, khích lệ và chia sẻ thành công nhằm thu hút sự cảm mến, ủng hộ và làm hài lòng những người thân yêu, kính quý đối tác. Từ những món quà mộc mạc giản dị giàu ý nghĩa và giá trị nghệ thuật đến những món quà sang trọng có giá trị kinh tế cao. Từ đây, nhu cầu quà tặng bằng vàng phát triển mạnh trong những năm qua và hiện nay đã trở thành xu thế của xã hội. Nhằm phục vụ tốt nhất những nhu cầu trên của quý vị, từ nhiều năm nay, Bảo Tín Minh Châu đã đầu tư chế tác nhiều loại dạng sản phẩm quà tặng bằng vàng 24K, bạc và hợp kim giàu giá trị nghệ thuật, kinh tế, văn hóa, tâm linh, chế tác tinh xảo, nhiều mức giá để quý khách mua làm quà biếu tặng hoặc quý khách mua để tự thưởng cho bản thân, làm vật may mắn phong thủy, trang trí nhà ở hay làm vật phẩm phong thủy, thu hút tài khí, vận may nơi làm việc, nơi công sở. Từ nhiều năm nay, Bảo Tín Minh Châu đã đầu tư chế tác nhiều loại dạng sản phẩm quà tặng bằng vàng 24K, bạc và hợp kim với nhiều kiểu dáng mẫu mã, mức giá khác nhau, được chế tác bằng công nghệ vượt trội, sản phẩm vượt trội nên có những sản phẩm đặc hữu, mỹ thuật cao để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu của bộ sưu tập quà tặng bằng vàng Bảo Tín Minh Châu. Nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long, quà tặng tình thân, nghĩa ân đậm đà. 12 linh giáp vàng ròng 24K, tuyệt tác nghệ thuật, sang trọng khi trưng bày, tự tin khi biếu tặng. Quà tặng tượng vàng thịnh vượng, sự nghiệp hanh thông, dễ dàng thành công. Biểu trưng vàng, tôn vinh thương hiệu, tuyệt tác để trưng bày trao tặng. Quà tặng thời trang vàng, may mắn, xinh xắn, ý nghĩa. Quà tặng khánh vàng, sang trao nhận. Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ điện thoại miễn phí 1800 6899. Quà tặng vàng nghệ thuật, tặng quà vàng, sang trao nhận. Bảo Tín Minh Châu, giữ tín nhiệm hơn giữ vàng.